Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero, mình là Mỹ Uyên. Ngày Neymar đối đầu với Messi lần đầu tiên. Lionel Messi và Neymar là chỗ đồng đội chí thân ở Barcelona. Nhưng trước thềm trận Brazil-Argentina, họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau trong 90 phút. Và trong những lần trở thành đối thủ, Messi thường xuyên bắt nạt Neymar. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Barcelona gặp Santos tại Club World Cup và Barca thắng 4-0. Messi ghi cú đúp. Cùng Mr. Zero xem lại trận đấu, ngày đặc biệt Neymar đối đầu với Messi lần đầu tiên nhé. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Lại khoảng thời gian Neymar gia nhập Barca vào năm 2013, khi còn chỉ là một cầu thủ trẻ, Neymar đã chia sẻ rằng anh đã nhận được sự dìu dắt của Messi. Anh ấy đã nói với tôi, hãy đến đây, hãy là chính mình, cậu hãy hạnh phúc với những gì đã có được ở Santos, đừng quá khép kín bản thân, ái ngại về tôi hay những người khác ở câu lạc bộ, chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu. Nhờ những lời động viên và tình cảm của Messi mà một tình bạn đã được nảy nở và vẫn bền chặt ngay cả khi Neymar hiện đã gia nhập PSG. Vậy bạn có thắc mắc mối lương duyên này bắt đầu từ lúc nào không? Hãy cùng Mr. Zero xem lại trận đấu ngày mà Neymar đối mặt với Messi lần đầu tiên như thế nào nhé. Cuộc đụng độ giữa câu lạc bộ Barcelona đại diện cho châu Âu và Santos đại diện cho Nam Mỹ không chỉ là cuộc so tài của hai câu lạc bộ vì danh hiệu vô địch, mà còn là cuộc so tài hấp dẫn giữa hai ngôi sao. Messi được ví như Maradona mới và Neymar, ngôi sao trẻ được tung hô như truyền nhân của Pele. Tài năng của Messi như thế nào chắc hẳn mọi người cũng đều biết qua những màn trình diễn siêu việt trong màu áo Barcelona. Còn Neymar chỉ mới nổi lên trong vài năm đấy với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và nền tảng thể lực tuyệt vời. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, Barcelona đã lập tức là đội kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công lên phần sân của Santos. Không nằm ngoài dự đoán, Barcelona dễ dàng áp đặt thế trận bằng lối chơi tấn công quyến rũ, buộc Santos phải lùi đội hình về phòng ngự với số đông. Iniesta, Messi, rồi Dani Alves chơi khá xông xáo, nhưng họ vấp phải hàng thủ chơi khá rắn của Santos. Liên tiếp những pha bóng được tạo ra về phía khung thành của hai đội, nhưng vẫn chưa có cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Người hâm mộ mong được chứng kiến màn trình diễn của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và của cầu thủ trẻ người Brazil mới 19 tuổi. Vào thời điểm ấy, vua bóng đá Pele từng tuyên bố như đinh đóng cột rằng Neymar xuất sắc hơn danh thủ người Argentina. Trong khi đó, Maradona ủng hộ đến cùng học trò cũ của mình. Vì vậy, trận chung kết này sẽ nói lên nhiều điều về trình độ của hai danh thủ, một đang lên và một đã khẳng định. Cơ hội đầu tiên mới đến với Barcelona khi Messi đi qua hai hậu vệ Barca rồi dứt điểm căng. Tuy nhiên, Rafael đã xuất sắc cứu thua. Thiago lao vào đá bồi, nhưng một lần nữa, thủ thành câu lạc bộ Santos lại là người chiến thắng. Hàng thủ Santos chỉ có thể đứng vững đến phút thứ 17. Với một thế trận hoàn toàn lấn lướt, các cổ động viên Barcelona cũng chẳng phải chờ đợi lâu để được chiêm ngưỡng bàn thắng. Sau hàng loạt pha đăng lát đẹp mắt, Messi di chuyển khôn ngoan phá bẫy việt vị, đón đường truyền từ nhạc trưởng của Barcelona Xavi, rồi thực hiện cú lốp bóng điều nghệ qua đầu thủ môn Rafael trong tư thế không người kèm, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona. Bàn thắng sớm giúp thầy trò Guardiola giải tỏa sức ép và chơi hứng khởi hơn. Từ đường chuyền bóng của Fabregas ở giữa sân, Messi dùng tốc độ thoát súng rất nhanh, nhưng Edu đã nhanh chân can thiệp và phá bóng ngay trong chân của tiền đạo người Argentina. Các nhà đương kim vô địch Nam Mỹ rất cố gắng để đẩy cao đội hình, nhưng họ không thể triển khai được trái bóng trước lối chơi chặt chẽ, khoa học và tinh tế của Barca.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking. Barcelona vẫn duy trì một lối chơi chủ động, cầm nhiều bóng và liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương. Từ pha đi bóng bên cánh phải, Messi tung ra đường căng ngang vừa tầm để Fabregas đệm bóng với một phản xạ xuất sắc. Thủ thành Rafael đã đẩy bóng chiều qua phạt góc, không gây được khó khăn lên đối thủ. Santos mất hết nhuệ khí thi đấu. Trong khi đó, Barca đụng đỉnh giữ thế trận. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Từ đường chuyền dài, tiền đạo Neymar của Santos băng xuống đối mặt với Valdes, nhưng cú dứt điểm sau đó của anh lại quá hiền và không thể vượt qua được thủ thành của Barcelona, khiến anh phải bỏ lỡ mất cơ hội ngon ăn. Việc có được bàn thắng dẫn trước đã giúp cho Barcelona thi đấu nhàn nhã hơn rất nhiều. Điều này giúp họ chơi với tâm lý thoải mái, song vẫn luôn tạo ra cơ hội nguy hiểm rình rập. Messi vẫn như mọi khi chơi quá hay với những pha xử lý đầy kỹ thuật và mạnh mẽ, khiến hàng hậu vệ Santos phải đeo bám hết sức khổ sở. Chưa hết, M10 còn có những đồng đội quá giỏi để hỗ trợ anh. Đó là những cái tên quen thuộc như Xavi, Iniesta, Fabregas hoặc Dani Alves. Tất cả họ đều sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, sẵn sàng cầm bóng đột phá qua những cầu thủ nổi tiếng khéo léo của Santos. Nhưng sự lợi hại lớn nhất của Barcelona là ở chỗ các cầu thủ của họ chơi quá hiểu ý nhau, đến nỗi họ không cần nhìn vị trí di chuyển của đồng đội mà vẫn có thể chuyền bóng chính xác đến từng cm. Santos, Barcelona, Neymar, Messi, cả thế giới chờ đợi vào một trận so tài đỉnh cao giữa hai đội bóng mạnh nhất ở hai châu lục, cũng như vào một cuộc chiến tay đôi nảy lửa giữa hai ngôi sao của bóng đá Nam Mỹ. Nhưng những trận chiến hấp dẫn được kỳ vọng ấy đã không xảy ra. Thời điểm ấy, Santos quá yếu và Barcelona quá mạnh, Neymar quá non trong khi Messi quá đẳng cấp. Messi hoàn tất cú đúp, lợi dụng Santos đã sơ hở từ đường chuyền bên cánh trái đầy thông minh của Dani Alves. Tiền đạo người Argentina băng xuống đối mặt với Rafael ở tư thế thuận lợi không người kèm, và bằng một sức rướng tuyệt vời, anh loại bỏ nút chốt chặn cuối cùng của Santos là Rafael và ung dung ghi bàn vào lưới trống, ấn định thắng lợi 4-0 cho Barcelona. Đó cũng là pha bóng chốt lại trận đấu. Trong những phút còn lại, Santos chấp nhận thất bại và không tạo được một sự đột phá nào. Neymar từng trải lòng sau trận đấu: "Tôi không dám chắc Barcelona là đối thủ không thể bị đánh bại, nhưng có thể nói họ là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Hôm nay chúng tôi đã được họ dạy một bài học thế nào là chơi bóng. Chúng tôi không buồn vì chúng tôi học được nhiều bài học từ trận đấu này. Hơn nữa, Santos là đội bóng xuất sắc thứ hai thế giới mà. Tôi nhớ Guardiola từng nói, Barca thua rất nhiều rồi mới có thành công. Đó là những gì mà Santos muốn. Chúng tôi đã thua hôm nay, nhưng sang năm Santos quyết tâm giành chiến thắng để trở thành nhà vô địch." Tài năng trẻ của bóng đá Brazil đã bộc bạch với báo giới.
với màn trình diễn ấn tượng tại sân vận động Yokohama, Nhật Bản. Quả bóng bạc và quả bóng vàng lần lượt thuộc về Xavi và Neymar. Còn cá nhân Lionel Messi, anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải, làm giàu thêm thành tích kỷ lục cá nhân của bản thân. Với Santos, họ không thể tái hiện thành tích như huyền thoại Pelé và đồng đội làm được trong quá khứ, vô địch cúp liên lục địa 1962-1963. Về phía cá nhân Neymar, màn trình diễn nhạt nhòa tại Yokohama tại thời điểm ấy cho thấy anh còn xa mới bắt kịp được trình độ của Messi. Vậy đấy, ngày đầu tiên mà hai siêu sao chạm mặt nhau lại là ngày đưa đến cho người hâm mộ khá nhiều cảm xúc xen kẽ. Hãy nói xem cảm xúc hiện tại của bạn như thế nào, bạn nghĩ sao về tài năng của hai cầu thủ này? Hãy chia sẻ với Mr. Zero ở một bình luận phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!